Xin chào quý khán giả trở lại với chương trình thương mại cùng với Phạm Khanh. Thưa quý vị, trong cái phần còn lại của chương trình hôm nay thì chúng tôi muốn nói đến một cái ngành nghề mà chúng tôi thấy rằng là cũng rất là có triển vọng. Thưa quý vị, đó là cái ngành nghề trong vấn đề lĩnh vực tài chánh. Và thưa quý vị, cái chương trình này đó là một cái chương trình phải nói là có những cái kế hoạch, những cái chương trình mà giúp cho chúng ta có thể chủ động vấn đề tài chánh, đề phòng những cái vấn đề rủi ro mà xảy ra trong cuộc sống. Thì hàng tuần đó thì chúng tôi có mở những cái lớp gọi là seminar huấn luyện cho những quý vị nào muốn vào cái lĩnh vực này, đúng không ạ? Thì quý vị nào mà muốn quan tâm, muốn biết về cái lĩnh vực về vấn đề tài chánh đó thì có thể liên lạc với lại Phạm Khanh. Văn phòng chúng tôi tọa lạc ngay góc đường Magnolia và đường Garden Road. Nếu quý vị đi từ đường Magnolia, từ Lido Sài Gòn đến gặp đường Garden Road quẹo phải nha quý vị, thì vì thấy cái bảng màu vàng vàng bên tay trái liền đó, bên tay trái thấy cái bảng màu vàng bên tay trái, từ Magnolia, từ Lido Sài Gòn đi theo Magnolia gặp Garden Road bên phải, thấy cái bảng vàng bên tay trái mặt kinh đậu phía sau, hoặc là vì có thể gọi cho Phạm Khanh ở số điện thoại là 714-653-0605. Thì thưa vị, vào cái lĩnh vực này đó thì nó có nhiều cái thấy nó là mới mẻ lắm, đặc biệt là ví dụ quý vị có thời gian uyển chuyển, muốn mình tự sắp xếp thời gian mình làm, muốn có nhiều thời gian hơn ở ngoài để enjoy với gia đình, thì đây cũng là một cái ngành nghề hứa hẹn nhiều tương lai. Nhiều quý vị nói cho rằng là đã vào lĩnh vực này biết rằng đây là một trong ngành nghề giúp cho mình double cái income hiện tại của mình đó. Thì tất nhiên là cái ngành nghề nào nó cũng đòi hỏi là mình cũng phải có học hành nghiên cứu một chút xíu. Ví dụ đây cụ thể đó thì là chúng ta sẽ học những cái kế hoạch và lập ra những cái chương trình, ví dụ như là hoạch định vấn đề tài chánh cho tương lai chính bản thân mình, khi mà mình về hưu, lương bổng này kia vân vân, rồi hoặc là mình thiết lập những kế hoạch cho con cái của mình, cho các em một cái quỹ tiền nào đó khi mà các em đến tuổi vào đại học, rồi thì là mình thiết lập một cái quỹ để phòng ngừa những cái chuyện rủi ro khi mà thí dụ như là đặc biệt là những người trẻ bây giờ đó thưa quý vị, nhiều khi mình mua nhà mua cửa này kia, quý vị biết rằng là mình phải trả tiền rất là nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà mình vẫn phải mượn nợ nhà băng đó, mà nếu mà bây giờ chẳng may mà mình không có còn khả năng đi làm nữa, ví dụ bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim vân vân, tứ chi liệt này kia, mình đâu còn thể đi làm nào được, thì chắc chắn là nếu món nợ còn thì chắc chắn là nhà chúng ta sẽ bị nhà băng tịch thu. Thì có những cái chương trình mà phòng ngừa trước như vậy đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể chủ động trong được những cái chuyện đó. Ngày xưa có những cái kế hoạch hoạch định ngày xưa thì chỉ khi nào người ta qua đời thì những cái công ty về tài chánh họ mới đền cho mình mà thôi. Còn bây giờ có những kế hoạch tài chánh mà lúc mà mình còn khỏe mạnh, nhưng mà mình chẳng may bị những cái bệnh tật như vậy đó, thì không thể đi làm được, thì họ vẫn có thể giúp cho mình, trợ giúp cho mình để lo về vấn đề tiền nhà, tiền cửa, đồ này kia vân vân. Đó, thì thưa quý vị, nó không gì đâu xa đây. Cách đây một vài tuần lễ thì chúng tôi có người khách đến với văn phòng chúng tôi, thì cho biết rằng thì là có một cái người anh, không à, tuổi cũng còn trẻ thôi, dưới 50 tuổi thôi, mà chẳng may thưa quý vị qua đời. Chẳng may qua đời rồi, quý vị biết cái nhà đó thì vẫn còn nợ 300-400 ngàn. Thì bây giờ sao đây? Thì chắc chắn rằng là con cái vợ ở lại là phải lo trả cái mối đó. Nếu mà không trả được thì nhà băng mời ra thôi. Nếu mà cái người đó chuẩn bị cái kế hoạch tài chính sớm á, thì chết thì đã đương nhiên ai phải chết, chết đã đành rồi. Nhưng mà mình cũng không có phải là lo lắng gì nữa cho những người mình ở lại, những người mình yêu thương, nhất là con cái nhưng mà còn nhỏ quá đó, mà bây giờ phải bán nhà đi ra thuê nhà cù bất cù bơ vân vân mọi thứ hết, thì thấy phải nói là đau thương vô cùng. Thành ra đặc biệt là cái chương trình này dành cho những cái người bạn trẻ, ví dụ như bốn quý vị có con em ở nhà, có anh chị em trong nhà tuổi 40-50 phải không ạ, cũng đã có công ăn việc làm rồi, bây giờ mình muốn hoạch định thêm một cái nghề nghiệp tương lai mới để mà mình vững tin hơn trong cái vấn đề tài chánh, chủ động hơn về vấn đề tài chánh của mình. Hoặc nhiều khi mình muốn chi tiêu, mình muốn xài gì không còn phải đắn đo nữa, phải không ạ? Chúng tôi có đi dự nhiều cái chương trình hội thảo lắm. Thì bữa đó có nghe một cái anh, ảnh giỏi lắm, ảnh là người thuyết trình cho cái buổi hội thảo đó. Anh nói những cái câu mà mình nghe mình rất là sốc, nhưng mà thật sự ra mình ngẫm nghĩ lại thì anh cũng đúng. Anh nói
anh đó anh mới có khoảng chừng 45 tuổi thôi, mà anh chỉ những người hàng ngàn người ngồi bên dưới là nói nè, là quý vị năm sáu chục tuổi mà tại sao vì đến đây nghe tôi, vì tôi làm ra tiền, quý vị phải nghe tôi thôi, hiểu không? Mình nghe mình cũng bực mình đó thôi. Ông có lý đi, ông nói đi, chuyện kinh nghiệm mà khỏi, anh này có nhiều kinh nghiệm lắm rồi. Chưa kể rằng là ảnh còn nói rằng nhiều cha mẹ muốn khuyên những đứa con của mình phải biết tiết kiệm, tiết kiệm thì mới giàu được, tiết kiệm thì mới có tiền. Anh này thì anh ấy nghĩ sao, nó không có tiết kiệm gì hết trơn, làm được đồng nào đâu tiết kiệm. Mà ngồi suy nghĩ vì tính lại đi, thật sự ra là nếu vì ngồi tính lại đi, mình là mình trả tiền he xe, tiền bảo hiểm, tiền nhà, tiền cửa này kia xong còn có 100 200 bạc, nhiều người còn không có nữa, lấy gì tiết kiệm. Thành ra cái kiểu mà gọi là làm giàu từ tiết kiệm là anh nói hoàn toàn sai bét. Cha mẹ hồi xưa cứ nói làm giàu tiết kiệm, sao tiết kiệm giàu được, muốn giàu làm thêm nhiều nữa, làm gấp ba gấp lên lần cái income mình nó cao hơn nhiều cái đó mới giàu chứ. Ngồi đó tiết kiệm suy nghĩ tiết kiệm này suy nghĩ tiết kiệm kia để thời gian đó đi lo làm giàu, phải không ạ? Đó thì đại khái là chúng tôi khi mà vào cái chương trình này mình thấy mình cũng mở mắt ra được một số những cái vấn đề. Đương nhiên sức khỏe là quý trọng, nhưng mà mình cũng kiếm nếu mà có cơ hội còn khỏe mạnh kiếm ra được tiền bạc thì tại sao không, phải không ạ? Rồi nhất là những cái vấn đề rủi ro bệnh tật rồi này kia đó. Đó thì quý vị nào mà có con em muốn học những cái lớp để người ta hướng dẫn mình những cái vấn đề kế hoạch hoạch định tài chính như vậy, hoặc là chính bản thân quý vị thì có thể liên lạc với Phạm Khanh. Chúng tôi sẽ mời đến tham dự những cái chương trình nói về điều đó. Và Phạm Khanh phải nói rằng là đã trong năm qua đã đi theo cái con đường này mà chúng tôi thấy rất là tốt, rất là tốt, hấp dẫn không thua gì lĩnh vực địa ốc hết tất cả. Đó, muốn biết thêm chi tiết thì gọi cho Phạm Khanh ở số là 714 653 0605, 714 653 0605. Chương trình thương mại đến đây đã hết giờ rồi. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Xin chào tạm biệt.